các kiểu kéo gì rách ngày Tết. Vô anh em ơi, khai xuân năm mới đi. Làm gì đây? Đi ra kia. Chủ ta đang chơi. Rồi nè, đúng không? Thấy mẹ rồi. Nhỏ rút đi, nhìn mặt mày biết mày xáo rồi, rút đi. Dạ, trời ơi, bài này rút gì nữa bạn ơi. Trời ơi, cái mặt thứ quắc luôn còn diễn á mày. Ở xét đi, mày phỏng tay gắn chịu à. Vậy tao xét đi con. 16 giờ dần dơ. Rồi máy này có rút không? Trời ơi, cái quân què gì vậy bà? Đưa tao rút. Ôi gì ghê vậy má, rút luôn má. Gì ghê trời, rút ba lá luôn. Máy này quắc bựa này bà đặt thể hiện. Trời ơi, tao xét mày này con. Ủa là ngủ linh luôn hả, gì ghê á trời. Mày bái cái gì mà nút nữa, mày bái cái gì mà nút, nút đi. Cái bài này bạn lật luôn cho mình đi bạn, mà lật luôn giúp mình đi ha. Còn mày chắc chưa? Lật luôn đi trời ơi, tao cho mày lật thoải mái luôn á, mày lật đi. Trời ơi, đầm rô hả? Trời ơi, rút con nữa đi. Đầm rô thôi mà. Vậy là con này luôn nha. Thôi 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 thôi, để tao tự coi cho nó hấp dẫn. Dằn. Vậy tao xét. Ê thôi, xét bà tư trước đi. Ủa? Ủa gì vậy? Bài tôi đẹp rồi. Thôi xét nó trước đi. Tao thích xét mày. Thôi mà tao lại mày. Bỏ ra tao xét mày. Thôi thôi. Mấy đứa thắng bài mà được gọi về kiểu cởi xì dách anh cả làng nha. Què xui dữ trời. Bố tổ gì nó. Mang ngay sắp giờ còn đúng hai cái nịt. Ê, đi đâu vậy bà? Kìa, mày chứ bệnh à? Bẩn gì trời? Thánh thần ơi, mày ăn trâu đá rồi mày tính bỏ về hả? Trời, con đi vệ sinh cái hai mẹ ơi. Không con xả đấy luôn nha. Ờ, vậy thôi đi đi đi. Mệt. Alo, bà xã. Trời ơi, ăn nhiều lắm, ăn đậm luôn. Nhưng mà tí nữa tầm 5 phút nữa, bà xã gọi điện cho ông xã kia, ông xã về liền nghe chưa? Cái thằng này làm cái gì mà lâu thế nhỉ? Rồi, ok, ok. Rồi, rồi, chơi tiếp đi. Ê, bài này ngon rồi bà. Ừ, xem nè. Ôi dồi, bài tôi cũng hai tay luôn. Thế là cho cái xem luôn đi chị. Bố nó cũng không ăn được. Nè, mày ngon mày ăn hổ tao cái đi. Trời thì từ từ người ta bốc đã làm gì căng vậy trời. Ôi trời ơi. Alo, bà xã hả? Anh ơi, về lẹ đi, có chuyện gấp. Có chuyện gì vậy bà xã? Về lẹ đừng có hỏi nữa. Ừ, thôi thôi thôi, anh về liền, về liền. Ê thôi bà ơi, chắc tao nghỉ quá, bữa sau chơi tiếp nha, chứ nhà có việc rồi. Thôi nha, thôi nha. Ê khoan, đừng kia đang chơi mà. Vâng, bài nó hay bà. Cạnh thế nhờ.